Theo kế hoạch, tỉnh Bình Dương sẽ dành quỹ đất lớn để xây dựng quần thể văn hóa, thể thao xứng tầm, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Trong đó, dự kiến di rời sân vận động Gò Đậu, xây mới ở vị trí khác quy mô, có thể tổ chức các trận bóng đá cấp độ World Cup. Theo đó, sân vận động mới của Bình Dương có quy mô khoảng 20-30 hectare, cùng sức chứa lên đến 80.000 chỗ ngồi. Sân vận động mới theo hướng đa năng, có thể tổ chức được môn bóng đá và các môn điền kinh đáp ứng yêu cầu tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp quốc gia, hoặc tổ chức thi đấu một số môn của Đại hội Thể thao Đông Nam Á, các giải bóng đá quốc tế và các sự kiện văn hóa giải trí quy mô lớn. Tỉnh Bình Dương đã đề xuất hai phương án vị trí cho sân vận động mới này. Trong đó, khu đất ở đường Võ Văn Kiệt, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một được ngành chức năng đánh giá là khả thi hơn.